Thì tiếp theo mình sẽ nói về một cái bộ phận, cái tên tiếng Anh của nó là HR Business Partner hay viết tắt là HRBP. Thì tiếng Việt thật ra Phương sẽ tạm dịch nó ra là đối tác nhân sự ha. Bây giờ Phương sẽ đi về cái vai trò và Phương sẽ xin được gọi tắt cái vị trí này là HRBP để cho mình dễ nói sau này tiếp theo ha. Thì Phương có một hình ảnh như thế này cho mọi người dễ hình dung. Thì các bạn có thể thấy là ví dụ như cái màu xanh lam đậm á, những cái bộ phận như là talent acquisition ha, thu hút nhân tài nè, hay là employee relation, total rewards hoặc là T&OD. Và nó có một cái chiều mũi tên đi đến cái bạn HR business partner, và nó có tiếp một cái chiều mũi tên đi đến những cái bộ phận như là sản xuất nè, sale, marketing, hay là những cái bộ phận như IT, tài chính chẳng hạn. Một cái bạn á mà làm HR PP á thì bạn ấy có một cái vai trò là cầu nối. Cầu nối ở đây á là đứng giữa ha, và là cầu nối giữa tất cả những cái bộ phận trong nhân sự với lại cái phòng ban á mà bạn ấy phụ trách, gọi là phòng ban mà bạn ấy partner á, thì tạm thời gọi là cái phòng ban bạn ấy phụ trách, để mà có thể tư vấn và cung cấp những cái giải pháp nhân sự cho những cái phòng ban mình phụ trách đấy, và nhằm đáp ứng được cao nhất cái mục tiêu kinh doanh bền vững của tổ chức. Phương lấy ví dụ như một bạn là HR business partner cho bên sale chẳng hạn, thì bạn ấy sẽ phối hợp với tất cả những cái bộ phận như là tuyển dụng nè, hay là evaluation, hoặc là reward, hoặc là T&OD, để mà có thể cung cấp được cái giải pháp mà nó phù hợp nhất với lại cái bộ phận sale. Tức là những cái giải pháp, những cái tư vấn về nhân sự mà nó phù hợp nhất với bộ phận sale chẳng hạn, để mà đáp ứng được cái mục tiêu kinh doanh bền vững của tổ chức mình. Thì cũng tương tự như là những cái phòng ban khác như là IT, tài chính, hay là marketing, hay là khối sản xuất chẳng hạn. Thì cái hình ảnh này mình hy vọng là nó có thể giúp cho mọi người hiểu được, tại vì thật ra cái vai trò HRBP thì thật sự là không phải công ty nào cũng có, và thường bây giờ thì họ thì cái người đóng vai trò HRBP đa phần nó có ở những cái tổ chức lớn, những công ty đa quốc gia. Còn ví dụ nếu mình nói về cái công ty nhỏ thì giả sử như cái bạn mà làm cái vai trò là gọi là HR generalist á, hoặc là HR general á, là gọi là nhân sự chung ấy, thì bạn ấy cũng một phần bạn làm cái công việc của cái người HRBP rồi. Ha, thì đó là nói về cái vai trò của một cái bạn HRBP. Thì với cái vai trò như vậy á, thì một cái người HRBP thật sự là họ sẽ làm gì? Thì mình cái này mình sẽ đi từ trên đi xuống nè. Cái đầu tiên á, mình nói về cái cơ cấu tổ chức. Tiếng Anh đó là organization structure. Thì một bạn là làm cái vai trò HRBP á, thì bạn ấy phải điều phối với cái phòng ban mình, gọi là partner, cái phòng ban mình phụ trách ha. Ví dụ như nói chuyện có thể là với trưởng phòng ban chẳng hạn nè, hay là ví dụ như với nhân viên phòng ban đó để thật sự hiểu. Và thứ hai là bạn ấy cần hiểu ví dụ như cái mục tiêu chung của tổ chức như thế nào, để mà có thể cùng với lại cái phòng ban đấy ngồi lại thiết kế ra đâu nó là cái sơ đồ phòng ban, cái cấu trúc của phòng ban đấy, để nó đáp ứng được tối đa hoặc là hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, cho tổ chức của mình, để mình có thể đạt được mục tiêu kinh doanh. Phương lấy ví dụ phòng marketing, khi mà mình nhìn lại thì mình phải đánh giá được xem là với cái cấu trúc hiện tại sắp xếp, ví dụ marketing còn có những bộ phận A, B, C chẳng hạn, thì thật sự cái sự sắp xếp đó là nó đã phù hợp hay chưa. Ví dụ mình có thể gọi là nên restructure, tức là sắp xếp lại như thế nào cho nó phù hợp, hoặc là mình đo lường được mức độ hiệu quả cũng như là cái sự tương tác giữa những cái bộ phận mà trong marketing họ đang phối hợp với nhau như thế thì đáp ứng đủ hay chưa, hoặc là với những cái sự thay đổi về thị trường bây giờ, những xu hướng marketing ở thị trường nó đang thay đổi rất là nhiều, thì mình có thể gọi là mình xem lại cấu trúc của cái bộ phận của mình thật sự nó phù hợp hay chưa. Thì đó là nói về cơ cấu tổ chức, tức là cái org chart, cái sơ đồ của phòng ban mình, cái cấu trúc của cái phòng ban đấy thì thật sự nó đã đạt được tốt nhất tối đa về hiệu quả hay chưa. Thì nói nôm na là như vậy cho dễ hiểu, lát nữa Phương sẽ đi sâu về những cái thử thách hoặc là yêu cầu này kia thì mọi người sẽ dễ hình dung thêm. Rồi sau khi mà mình có cơ cấu tổ chức nó phù hợp rồi á, thì cái thứ hai á, nó nói về tiếng Anh nó là talent and performance ha. Thì tạm dịch ra nó là nhân tài và đánh giá thành tích. Thật ra talent ở đây á, mình tạm thời hiểu nó là cái người nhân viên á, tất cả những người nhân viên hay là trưởng phòng này kia mà ở trong cái tổ chức của mình ấy. Thì ở cái vai trò này á, thì cái người HRBP á, sẽ phải điều phối ví dụ như là nói chuyện với TA là cái người tuyển dụng chẳng hạn, hay là nói chuyện với rewards, hay là nói chuyện với cái người tiền OD, để mà làm sao đảm bảo thứ nhất là đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, và làm sao đạt được cái thành tích hay thành quả một cách cao nhất và hiệu quả nhất. Thì đó là những cái bạn phải đảm bảo. Thì trong công việc nó thật sự có cái gì, ví dụ như cái việc á là với cái sơ đồ tổ chức như vậy thì mình sẽ biết là ok ai sẽ ngồi ở đâu, bởi vì ví dụ ngồi ở đó thì người ta sẽ
có thể là giống như là thể hiện này kia được một cách tốt nhất trong công việc chẳng hạn, thì ai sẽ ngồi ở đâu như thế nào, mình phải có những kế hoạch cho cái việc mà xây dựng đội ngũ kế thừa ra làm sao. Thứ hai là cái cách mà mình sẽ đo lường cái thành tích làm sao cho nó thể hiện cái sự công bằng và nó khuyến khích cái tinh thần cố gắng hay là giống như là cố gắng trong công việc này kia một cách tốt hơn của tất cả mọi người. Thì đó là nói về cái mảng gọi là nhân tài và đánh giá thành tích. Cái mảng thứ ba là kỹ năng, hay còn gọi là cái khung năng lực, tức là khi mình đã có một cái sơ đồ tổ chức của mình như vậy rồi. Thứ hai là ai ngồi đâu, là vị trí gì, ví dụ như là những cái chỉ tiêu của họ như thế nào, thì mình xem xét xem là trong cái phòng ban của mình hay là với cái sơ đồ tổ chức và người sắp xếp như vậy á, thì đâu là những cái năng lực mà thật sự là ví dụ mình đã có rồi, mình đã có tốt rồi, và đâu là những cái mà mình cảm thấy là còn tiếp tục cần phải cải thiện, hoặc là đâu là những cái mà chưa có, nhưng mà với cái xu hướng thị trường như vậy, với cái hướng đi của tổ chức mình như vậy, thì mình phải kiểu như là cần được trang bị thêm những cái năng lực đấy cho người nhân viên của mình. Thì cái bộ phận này mình sẽ phối hợp rất là nhiều với bộ phận bên mạng đào tạo phát triển để mình xem là đâu đó là những cái mà giống như là còn thiếu, còn cần phải trang bị thêm cho cái người nhân viên của mình để mà thật sự có thể đạt được cái nó gọi là high performance, tức là cái thành tích cao nhất trong công việc. Cái cuối cùng là cái mảng rất là to về văn hóa. Thì nãy chắc mọi người cũng nghe anh Bình nói nhiều về cái mảng employee relation. Thì ví dụ như trong một cái tổ chức của mình, đâu mình phải xác định được là đâu là những cái về tinh thần, về những cái giá trị mà tổ chức mình gọi là có. Thì bất cứ mà tổ chức nào mình nếu mà mình lên mà các bạn tìm ở trên Google, các bạn search một tên một công ty và search thêm cái chữ là values á, tức là về giá trị á, thì mình sẽ thấy là bất cứ một công ty nào, một tổ chức nào thường người ta cũng có rất nhiều những cái giá trị. Thì những cái giá trị đó thật ra nó không phải là giống như là có để cho vui, mà nó muốn, thường thường ban lãnh đạo sẽ muốn là một cái người nhân viên họ sống, họ làm việc, họ thể hiện đúng cái tinh thần, cái giá trị đấy. Phương lấy ví dụ như có công ty họ để cái giá trị của họ là quality, tức là về chất lượng chẳng hạn. Thì tất nhiên là với bất cứ một cái người lãnh đạo ở trong công ty, họ cũng sẽ muốn là bất cứ một cái người nhân viên nào khi họ làm bất cứ một công việc gì thì họ để cái chỉ tiêu chất lượng luôn luôn sẽ là hàng đầu. Thì giả sử như là xét đến bộ phận sản xuất đi, thì trong sản xuất nó sẽ có rất nhiều những cái là ví dụ anh muốn là cái khối lượng sản xuất bao nhiêu đây này kia, nhưng mà luôn luôn là phải đảm bảo về mặt chất lượng này kia chẳng hạn. Thì cái đó là cái văn hóa. Thì bộ phận HRBP sẽ phải phối hợp rất là nhiều với employee relation hoặc là những cái bộ phận khác trong mạng nhân sự để làm sao mình có thể xây dựng được cái tinh thần đó, cái văn hóa đó, đảm bảo là cái người nhân viên đó, họ hiểu được đúng cái giá trị văn hóa, cái giá trị của công ty, và mình sống, mình làm việc, mình thể hiện được những cái giá trị đó từng ngày trong cái công việc của mình. Thật ra cái vị trí HRBP Phương nghĩ là nó hơi trừu tượng một chút xíu, bởi vì nó đóng cái vai trò giống như là cầu nối và nó đi gọi là partner, tức là làm việc rất là sâu sát với lại những cái phòng ban khác. Nhưng mà chung quy lại thì đây là bốn cái cục to nhất mà một cái người làm HRBP này kia họ phải đảm nhận, dù là ít hay nhiều thì cái thì công việc cũng sẽ liên quan đến bốn cái mảng này rất là nhiều ha. Thì đây là nói về cái phần trách nhiệm của một cái bạn là vị trí HRBP. Vậy thì thử thách với rất là nhiều trách nhiệm như vậy, thì một cái bạn làm HRBP mình sẽ có những cái thử thách nào? Cái đầu tiên á, thật ra tiếng Anh ha, nó là business acumen. Thì Phương tạm dịch nó là hiểu về tổ chức và những cái phòng ban mà bạn phụ trách. Bởi vì để bạn làm những cái việc như là ô đâu là cái cấu trúc phù hợp nhất của cái phòng ban đấy để hỗ trợ được cho cái mục tiêu bền vững của tổ chức, hay là đâu là những cái chuyện như là ô cái người ở phòng ban đấy mình nên sắp xếp như thế nào, thế nào là đúng người, đúng việc, đúng thời điểm và đạt được cái thành quả cao nhất, thì mình phải rất hiểu về cái tổ chức của mình. Ví dụ như cái mục tiêu, cái tầm nhìn, cái định hướng, những cái chiến lược hiện tại đang thay đổi như thế nào. Thứ hai là với phòng ban mình phụ trách cũng như vậy luôn, cũng tương tự. Như bạn phải rất là thấu hiểu những cái phòng ban đó, về tình hình hiện tại làm sao. Ví dụ phòng ban đó để mà đạt được cái mục tiêu cho tổ chức đi xa hơn như vậy thì họ có đang gặp khó khăn gì hay không, và đâu là cái mà thật sự là mình có thể giúp họ được. Thì cái đó nó gọi là cái business acumen, là cái việc mà mình rất là nhạy bén, rất là hiểu về cái tổ chức của mình nói chung và những cái phòng ban mà mình partner, tức là mình phụ trách nó riêng ha. Cái thứ hai á, là khi mà doanh nghiệp có bất cứ một cái sự thay đổi nào á, thì đội ngũ nhân sự luôn luôn là một trong những cái đội ngũ mà tiên phong để mà điều phối cùng với ban lãnh đạo giúp cho tổ chức mình gọi là có thể đạt được cái sự thay đổi mong đợi đấy. Thì ví dụ như là, và cái đó là một cái thứ hai, là ví dụ như với những cái định hướng mà tổ chức mình muốn thay đổi hoặc là từ trên đưa xuống chẳng hạn, thì cái người nhân sự ở đây á, ví dụ cái người HRBP mình cũng là cái người mà rất là sâu sát với phòng ban, mình hiểu được những cái tâm tư nguyện vọng này kia của mọi người, thì mình cũng sẽ là cái người tư vấn ngược lại ví dụ như là phía ở bên trên, phía lãnh đạo, là
những cái mà mình đang định hướng mình tính làm như vậy nè, ví dụ trong thời điểm hiện tại thì nó có những cái gì nó khó khăn, nó có phù hợp này kia hay không, tức là mình đóng vai trò cầu nối này kia và một phần là tư vấn. Thì cái thử thách thứ hai á của cái người HRPP là cái chuyện mà làm sao bạn có thể dẫn dắt cái sự thay đổi đó. Ví dụ như cùng một cái định hướng đưa ra thì có người này thích, người kia không thích, tại vì mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau. Thế thì cách nào mình điều phối toàn bộ những cái hoạt động hoặc là những cái buổi nói chuyện, những cái đoạn hội thoại này kia để đảm bảo là từ trên xuống dưới thì mình đều thống nhất là mình sẽ đi theo cái sự thay đổi đấy, và có những cái nào mình phải quản lý những cái sự rủi ro. Ví dụ nếu như mình đi theo cái sự thay đổi này thì có những cái rủi ro, ví dụ về mặt mất người hay là nhân viên không thích thì người ta nghỉ việc này kia hay không, thì nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều cái chuyện mình có cái khả năng dẫn dắt cái sự thay đổi đó hay không. Và cái thử thách thứ ba của một cái người mà làm về HRBP á, tất cả HRBP cái tên của nó có một cái từ là business partner ha, thì tức là mình phải đi partner, tức là mình làm đối tác của một cái phòng ban cụ thể. Thì cái chuyện mà đi partner tức là làm đối tác là mình nói chuyện, mình xây dựng mối quan hệ, mình giúp, mình hỗ trợ cho họ, cái chuyện đó ai cũng làm được hết. Nhưng một cái người HRBP mà thật sự thành công được á là họ partner with impact, impact ở đây tức là tạo ra cái tầm ảnh hưởng á, thì Phương tạm dịch nó là tạo được cái giá trị tích cực giúp cho cái phòng ban mà mình mà giống như là mình làm việc sâu sát á. Thì cái này thật sự nó là một cái thử thách về kia, Phương nghĩ là thật sự rất là lớn luôn, tức là không có nhiều người mà thật sự Phương nghĩ là làm ở vị trí SVP nhưng mà họ tạo ra được những cái ảnh hưởng, những cái giá trị tích cực thật sự mà nó tác động đến cái phòng ban đấy. Thì đối với Phương, cái góc nhìn gọi là khá là cá nhân, thì Phương nghĩ đây là ba cái thử thách lớn nhất của những cái bạn mà làm ở vị trí SVP. Vậy thì với thử thách đấy thì một cái người SVP mình sẽ cần yêu cầu những cái gì? Cái đầu tiên đó là kỹ năng giao tiếp. Cái này thật ra là một cái rất là hiển nhiên nhưng mà nó khác hơn một chút so với lại cái giao tiếp của bên bên tuyển dụng ha, bên TA á. Ví dụ như TA thì đó là bạn phải cảm thấy rất là thoải mái này kia khi bạn nói chuyện với người lạ qua điện thoại hay là qua trực tiếp gì đấy. Còn đối với cái người mà HRBP, bởi vì bạn là cầu nối giữa tất cả những cái mảng còn lại của nhân sự và những cái phòng ban mà thật sự bạn phụ trách, cho nên kỹ năng giao tiếp ở đây nó sẽ là cái việc mà bạn nghe, bạn hiểu, tức là lắng nghe, thấu hiểu và truyền đạt thông tin, và đảm bảo là ví dụ như là khi người ta nói A thì mình hiểu A chứ mình không hiểu sao thành A B hay gì đấy. Thì cái đó là cái kỹ năng giao tiếp ha, tức là cái việc mà giống như là mình truyền đạt, mình nắm những cái nội dung thông tin, mình lắng nghe, mình thấu hiểu. Cái thứ hai á là kỹ năng xây dựng mối quan hệ, nó là relationship building ha, nó khác với lại ở bên TA á, nãy mình có nói là kỹ năng tạo mối quan hệ nhưng mà thành ra nó là networking. Còn ở đây relationship building tức là trong một cái tổ chức khi mà mình làm cái vị trí partner, partner là đối tác á, thì thật sự là mình phải xây dựng những cái mối quan hệ nó đủ sâu. Ví dụ như mình xây dựng mối quan hệ không chỉ là với những trưởng phòng ban nè, hay là những cái vị trí như manager, những cái vị trí mà cấp cao, mà mình còn phải xây dựng cái mối quan hệ cả với những vị trí nhân viên nữa. Bởi vì mình làm partner cho cái phòng ban đấy là mình đã phải đi xuyên suốt, mình hiểu hết về tất cả những cái vấn đề này kia, có như là kiểu tình hình trong nội bộ ở phòng ban đấy này kia như thế nào, mọi người có đang cảm thấy vui, cảm thấy thoải mái với công việc hay là mọi người cảm thấy rất là căng thẳng, mệt mỏi này kia chẳng hạn. Thì cái kỹ năng xây dựng mối quan hệ nó đòi hỏi là bạn thật sự xây dựng một cái mối quan hệ với lại nhiều những cái chủ thể trong cái phòng ban mà bạn thật sự phụ trách, để bạn đạt đạt được cái mục đích, mục tiêu mà giống như là mình hướng đến là tạo ra những cái giá trị tích cực cho cái phòng ban đấy. Cái thứ ba, một cái thử thách cũng rất 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 là lớn, ở tiếng Anh nó là stakeholder management, thì Phương tạm dịch nó ra là cái kỹ năng á, mình làm việc và mình quản lý con người. Thì cái stakeholder ở đây á, stakeholder thì đó là con người thôi, nó là những cái chủ thể mà bạn thật sự phải làm việc chung. Thì management thì nó là quản lý ha. Phương có thể lấy một cái ví dụ như là khi mà mình đưa ra một cái định hướng cho cái phòng ban đấy, ví dụ như ok ở phòng ban này mình với lại cái ở trên, ví dụ như là những cái bạn, những cái người lãnh đạo ở trên ngồi xuống chẳng hạn, thì mình thấy là ở phòng ban này có những cái sự thay đổi như thế này, ví dụ về mặt kỹ năng này kia thì mình phải trau dồi thêm, học cái này học cái kia. Nhưng mà ví dụ cái việc học đó không phải là người nào cũng thích cái việc học, hoặc là có người thì lại thích học thế này thích học cái kia, nhưng mà với cái gọi là định hướng của tổ chức mình hoặc là trong cái sự đầu tư mà tổ chức mình có thể quản lý được á, thì ví dụ đây là cái cách thì để mà thống nhất tất cả từ trên xuống dưới hay tất cả mọi người cùng cảm thấy thuyết phục và đi theo cái hướng đấy á, thì mình phải xác định ví dụ ai là cái chủ thể mà có quyền chủ chốt trong cái việc mà thứ nhất là có quyền quyết định nè, thứ hai là có tầm ảnh hưởng để mà có thể tác động đến những người khác và giúp cho họ cùng được thuyết phục bởi những cái định hướng này kia như vậy. Thì nó là cái kỹ năng mà mình làm việc quản lý con người, tức là mình xác định là ai là những cái chủ thể chính mà mình cần phải tác động, cái cách mà mình điều phối tất cả những cái đoạn hội thoại
những cái buổi nói chuyện như vậy để đạt được mục tiêu chung là cái kế hoạch đưa ra nó được thống nhất và nó được triển khai. Cái cuối cùng á là bởi vì bạn là cầu nối giữa tất cả những cái mảng còn lại của nhân sự với lại những cái phòng ban phải phụ trách, cho nên ở HRBP nó đòi hỏi là bạn phải có kiến thức nền tảng về nhân sự. Ví dụ như Phương lên, bản thân Phương cũng phải cần hiểu, ví dụ như một cái người làm HRBP sẽ cần hiểu về reward, tức là hiểu dụ như cái phần tổng đãi ngộ, nhưng mà không cần hiểu sâu y chang như một bạn làm reward, nhưng mà sẽ cần hiểu những cái chung để mình biết là ví dụ như phòng ban họ đưa ra một cái chuyện như là ồ bạn này bạn làm tốt quá, bây giờ anh muốn có cái chuyện mà tăng lương cho bạn ấy, thì mình phải hiểu phía góc nhìn của reward chẳng hạn, thì ví dụ như tăng lương là nên tăng bao nhiêu, hoặc là ví dụ như anh muốn tăng lương này kia nhưng mà cái khối lượng công việc của bạn đấy này kia có tăng hay không, thì mình phải phân tích, mình phải tư vấn được trước cho phía phòng ban này phụ trách trước, trước khi mà mình ví dụ gọi là trao đổi thêm với cái người reward để làm sao mà lên một cái phương án, một cái giải pháp này thì nó phù hợp nhất. Đó cũng tương tự như là mình cũng phải hiểu cái góc nhìn của phía bên TA, Talent Acquisition, tức là phía bên thu hút nhân tài nữa, để mà mình biết là ok, trong cái phòng ban của anh như vậy, ví dụ mình thiếu một cái người A này kia như vậy, thì mình sẽ nên thể hiện, tức là mình sẽ nên thiếu, ví dụ bây giờ mình thiếu cái nguồn lực như vậy ấy, thì cái cách mà mình sẽ chọn là như nào, ví dụ mình chọn là mình tuyển cái người đấy, hay mình chọn là mình mượn cái người đấy cũng ở công ty mình như là một nước khác qua, hay là mình chọn là ví dụ mình có cái người nào sẵn trong nội bộ của mình thì mình đi lên hay không. Và nếu giả sử như mà tuyển cái người đấy thì phải phối hợp với lại cái bên bộ phận talent acquisition, bộ phận thu hút nhân tài, để xem được cái tình hình thị trường thật sự mình có một cái người có kiến thức hay năng lực này kia đủ như vậy hay không. Đó cho nên nó đòi hỏi cái việc mà mình phải có cái kiến thức nền tảng gọi là HR foundation á, về những cái mảng khác của nhân sự thì bạn sẽ thật sự có cái bạn làm tốt ở vị trí này. Rồi bây giờ nói về cái con đường phát triển sự nghiệp ở đây thì thật ra Phương để khá là vắn tắt thôi. Ví dụ như ở cái cấp bậc mà mới vô á, thì Phương nghĩ là nó sẽ có những cái cơ hội như là HRBP intern, hoặc là cái cấp bậc mình gọi là assistant á. Thật ra thì Phương cũng làm tuyển dụng một thời gian để Phương thấy ở trên thị trường nó cũng rất là ít có những cái vị trí này, nhưng mà nếu có thì đa phần nó sẽ có ở vị trí gọi là thực tập này kia nhiều hơn. Xong rồi sau đó mà khi bạn lên cái cấp bậc cao hơn này kia thì bạn sẽ ở cái vị trí là manager director. Thế thì ở hai cái mảng này là khi một bạn mới vô á, hoặc là khi một cái người mà đã đủ cứng ở level manager và director, thì họ sẽ có những khối lượng công việc khác nhau như thế nào. Phương lấy ví dụ bây giờ mình đi ở cái chỗ cơ cấu tổ chức trước đi ha, thì một bạn ở cấp bậc mới vô đa hoặc là như Phương lúc mà Phương mới làm á, thì đa phần mình sẽ làm những cái chuyện như là mình phải vẽ lại, hoặc là nếu mà có vẽ rồi thì mình thường xuyên mình cập nhật cái sơ đồ của cái phòng ban đấy, ví dụ như là có bao nhiêu bộ phận trong cái mảng đấy, rồi từng bộ phận có như ai này kia chẳng hạn. Vì còn cái người mà HRBP mà manager hoặc director thì ở cái khâu cơ cấu tổ chức thì họ sẽ làm cái công việc như là cùng với lại trưởng những phòng ban hoặc ban lãnh đạo ngồi để thiết kế ra lại cái cấu trúc nào nó phù hợp nhất với phòng ban đấy. Rồi ví dụ như cái thứ hai về nhân tài và đánh giá thành tích đi, thì một cái bạn ở cấp bậc mới vô á, bạn sẽ phải làm những cái chuyện như ví dụ như được nhận những cái định hướng ở bên trên đưa xuống là bạn A này bạn sẽ chuyển từ vị trí này qua vị trí này, thời gian như thế nào, thì mình phải là cái người điều phối và phối hợp những cái phòng ban khác trong nhân sự để làm sao đảm bảo đúng cái thời điểm trên quy trình này, về hệ thống này kia, thì bạn ấy được chuyển dựa về chức vụ nè, về cấp bậc nè, về lương này kia là đúng cái thời gian đó. Hoặc là viết những cái thư thông báo về chuyện như người A chuyển qua vị trí B, hay là người B chuyển qua vị trí C này kia chẳng hạn, thì đó là một bạn mới vô. Còn cái bạn mà manager, director mà đủ cứng rồi á, thì nó sẽ có những cái gọi là đoạn hội thoại, hoặc là những cái buổi nói chuyện mang tính chất chiến lược hơn một chút xíu, là ngồi lại với trưởng phòng ban hoặc là ban lãnh đạo để mà mình có cái kế hoạch. Ví dụ như là mình nên ai sẽ là cái người mà giống như là nhân tài chính của mình, và cái cách mà mình sẽ luân chuyển họ đi đâu, hoặc là sẽ phát triển họ như thế nào. Đó là một vài những cái ví dụ của cái việc mà những cái giai đoạn mới vô thì thường cái công việc của mình như thế nào, khi mà lên cái cấp mà đủ cứng với manager hoặc director thì công việc của mình nó sẽ mang tính chất chiến lược hơn. Thì đây là cái phần tổng quan mà Phương nói về HRBP.